Các bạn thân mến, khi thông thường các bạn chỉnh một dàn máy karaoke, kể cả các bạn chỉnh âm ly cũng như các bạn chỉnh vang số, vang cơ, vân vân, thì các bạn để ý khi mà các bạn để quá nhiều nhại thì các bạn sẽ thấy nó tạo ra những cái nhiễu động, tức là trong cái giọng hát của các bạn sẽ trở nên không còn rõ ràng chi tiết nữa. Và các bạn thấy là những người hát tốt thì thông thường người ta để rất ít nhại. Tôi nhắc lại là để rất ít nhại chứ không phải là không để nhại. Nhưng các bạn thấy là khi mà các bạn để ý với những cái bản test của anh em chúng tôi ấy, thì cũng có những bản test tôi chiều theo cái tai nghe của các bạn, cho nên là tôi để chế độ nhại dài và các bạn thấy là nó mượt, nó nịnh tai. Nhưng các bạn thấy là khi các bạn muốn chỉnh để cho dàn máy các bạn có cái hiệu quả âm thanh giống như là các bạn nghe YouTube, các bạn nghe những cái nhạc sống trên YouTube, hay là nói vui là giống như ca sĩ hát ấy, tức là nó không có cái sự lặp lại ở đuôi, tức là nó cái nhại nó vọng ấy, nó không kéo dài lê thê, thì có rất nhiều những kỹ thuật chỉnh mà tôi đã có video clip hướng dẫn chỉnh âm ly và video hướng dẫn chỉnh vang. Các bạn có thể vào YouTube gõ chữ Cương Audio chỉnh vang hoặc Cương Audio chỉnh âm ly thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái cách chỉnh. Trong chương trình này thì các bạn thấy tôi ghép chiếc âm ly Jaguar 506N Argon có công suất 3000W chạy 24 sò Toshiba. Chiếc âm ly này sản xuất tại Hàn Quốc và có khả năng kết nối không dây Bluetooth giá mới 15 triệu đồng. Các bạn có thể đánh vào những dòng loa full và các bạn thấy tôi đang đánh cặp loa full DK Bass 25 sản xuất tại Anh Quốc. Cặp loa này có giá 7 triệu 700 ngàn đồng, loa DK Made in England và củ của nó thì to như cái nồi các bạn nấu canh ấy, mà tôi đã có video tháo ra cho các bạn xem rồi. Ở đây thì tôi cũng sẽ dùng mic không dây, đó là mic CAVST4S, một đầu thu hai tay mic có giá 3 triệu đồng. Thế các bạn để ý vào đây này, các bạn sẽ thấy khi mà các bạn chỉnh ở trên cái vang thì các bạn sẽ nhận ra có một cái điều. Các bạn nhớ là tôi đã có video clip hướng dẫn các bạn cách chỉnh vang rồi, thì các bạn có thể vào YouTube gõ chữ Cương Audio chỉnh vang để xem, hoặc là Cương Audio chỉnh âm ly các bạn sẽ thấy. Thì đối với tất cả các chế độ thì đối với dòng âm ly Jaguar này các bạn để ý này. Đấy, nếu các bạn cắm dây ở đằng sau lưng ấy, chế độ chuyển sang chế độ cắm dây thì các bạn nhả cái nút này ra, nó sẽ chuyển sang chế độ cắm dây thì nó sẽ phát nhạc từ cái dây cắm vào. Còn nếu chế độ Bluetooth thì các bạn ấn nút này vào, trên này nó hướng dẫn rất là rõ ràng để đánh hai cửa. Đây là cái nút kết nối không dây Bluetooth này, các bạn kích hoạt nó bằng cách giữ tay vào đây khoảng 1 giây nó sẽ bật chế độ Bluetooth lên và các bạn kết nối với điện thoại. Thế còn đây là cái dãy chỉnh echo, tôi đã có video nói sâu rồi nhé, cho nên ở clip này tôi chỉ nói về cái cách chỉnh để các bạn hát cho nó có cái đuôi ở phía sau nghe cho nó nịnh tai, hoặc là các bạn hát theo kiểu âm thanh nó chính xác giống như là nhạc sống YouTube ấy. Thì các bạn để ý vào toàn bộ cái dãy echo này này ở dưới cùng này này. Đấy. Để nhiều nhại này cũng do nút này, để nhiều nhại hay ít nhại cũng do cái nút này, mấy cái nút này. Thế còn lại đây là low này, chỉnh cho giọng các bạn ấm dày này. Hai là chỉnh cho giọng các bạn sáng lên này. Đấy. Nhưng mà đối với hai cái nút này này, nút repeat và delay. Delay thì có nghĩa là nhại ngắn hoặc là nhại dài. Còn repeat thì có nghĩa là lặp lại nhiều hay là lặp lại ít lần. Nếu như nút repeat này, các bạn để sang bên phải này. Đây, đây. Tức là nó tăng cái số lần lặp lại lên. Đấy, còn vặn sang trái nó sẽ giảm. Nó giảm cái số lần lặp lại. Đấy, nó giảm cái số lần lặp lại. Cho nên thông thường thì các bạn sẽ để ở khoảng hướng 12 giờ. Đấy. Hoặc là các bạn hát tốt thì các bạn có thể xoay nó về hướng 11 giờ. Đấy. Thì trong cái khoảng này là cái khoảng cho cái độ lặp lại hợp lý nhất. Đấy. Kể cả chỉnh vang cơ vang số nó cũng đều trên cái nguyên tắc này thôi. Thì các bạn để sang đây. Riêng với delay thì các bạn nhớ là vặn sang trái. Đấy. Thì nó sẽ cho cái nhại ở đuôi dài. Mà không phải là quá dài là nó sẽ hay đâu. Các bạn thường để hướng 11 giờ. Đấy. Thì các bạn thấy là nhại dài thì nó sẽ cho các bạn cái sự nịnh giọng. Đấy. Bao giờ thế, nhại dài nó sẽ nịnh giọng, nhưng dài quá thì nó lê thê, nghe nó buồn cười. Và nhiều bạn hát tốt thì sẽ vặn sang hướng khoảng tầm hướng 1 giờ. Đấy. Thì nó sẽ giảm cái nhại dài xuống, tức là nó sẽ chuyển dần sang cái hướng nhại ngắn rồi. Thì các bạn sẽ thấy là hát thì nó sẽ đỡ cái hiện tượng kéo đuôi lê thê. Nhưng kết hợp với echo tổng này này, nhiều hay ít này này, thì nó sẽ làm cho các bạn hát chính xác, hoặc là có thể nghe nó nịnh tai, hoặc là nghe nó hơi khô một chút nhưng âm thanh nó chính xác. Còn thông thường thì các bạn cứ để từ hướng 11 giờ này cho đến hướng 1 giờ này, thì tùy theo cái khả năng hát của mỗi người. Còn thông thường thì các bạn cứ để ở hướng 12 giờ này nhé. Đối với lại delay là như vậy. Thì trên các dòng vang neck, vang cơ, vân vân, các bạn cũng chỉnh như vậy. Thế các bạn nhớ là tôi đã có video clip test rồi. Tôi đã
hướng dẫn các bạn rất là kỹ về cái cách mà để các bạn có thể chỉnh được một cái bản test hay, tức là một cái bản hát làm sao đó để các bạn hát hay nhất. Thì bây giờ tôi sẽ thử vài câu để các bạn thấy, tôi có hát vừa vặn nhé các bạn nhé, sẽ chỉnh cái nút để các bạn sẽ thấy 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy các bạn đấy, chỉ cần nhích cái volume một chút thôi đấy, là cặp loa DK này không thể chịu được ngay. 1 2 3 4 5. Âm ly này chống hú, chống dí rất là tốt. Tôi ngay ngồi sát ngay cả nhạc, các bạn thấy thích nhiều nhạc, ít nhạc thì các bạn có thể chỉnh theo ý các bạn. Khi phố nhỏ lên đèn, chìm dần trong đêm, lạnh bước chân, đơn bóng đường trần, mà lòng tái tê vòng về men đắng nào cho với những thương đau. Em đã bỏ ta rồi, từ ngày em đi thành phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi mây gió gọi về những đêm trường như tóc điều hiu. Em còn nhớ những ngày xưa đó em ta cùng chung đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió mưa trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu. Nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi. Về với ta trên suốt nẻo trần, đường chân ai hay cay đắng đọa đầy. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Các bạn thân mến, như vậy là các bạn thấy là tôi vừa hát nghiêu ngoan vừa câu và vừa chỉnh, khi thì để nhại dài này, khi thì để nhại ngắn này, đấy, khi thì tôi để số lần lặp lại nhiều này, khi thì tôi chỉnh cho số lần lặp lại ít này. Các bạn nhớ là ít nhại hay nhiều nhại nó còn do cái này nữa này. Đấy, như các bạn chỉnh cái delay và cái repeat hợp lý thì nó sẽ có những cái hiệu ứng âm thanh dành cho các bạn, những người có giọng hát tốt này, những người có khả năng hát tốt thì chúng ta sẽ để ít nhại và các bạn để cái số lần lặp lại nó ít thôi, và chúng ta thường để nhại ngắn. Còn những người mà hát phong trào bình thường thì các bạn để nó nhiều echo một chút và để nhại dài các bạn nhé. Và cái repeat thì các bạn để ở hướng 12 giờ thì các bạn sẽ có cái âm thanh rất là mượt và nịnh tai. Thì các bạn để ý vào đây là một vài điều mà quá trình chỉnh âm ly thì rất là ít bạn để ý. Và thông thường thì các bạn cứ để hướng 12 giờ là hướng flat đã khá là tốt rồi. Còn chúng ta chỉ chỉnh nhiều nhại ít nhại ở đây thôi. Đấy, đây là nhại tổng. Đấy. Nhạc tổng này thì các bạn thấy là cũng có nhiều người thích nhiều nhạc, người thích ít nhạc. Đấy, nhưng mà nếu mà để quá nhiều nhạc thì bản chất của nhạc này nó là một cái loại nhiễu chủ động để nó lấp liếm đi cái dở hơi trong giọng hát của chúng ta. Đối với những người hát phong trào thì các bạn để nhiều nhạc quá cũng không hay đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Các bạn thấy cầm ly này chống hú, chống dí rất là tuyệt vời. Nó có thể đánh những cặp BMP này, rồi những dòng loa full như tôi vừa nêu, và các dòng loa bốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi sẽ có bản test tuyệt vời hơn nữa.